Kết thúc tập 3, tình cảm thí sinh và huấn luyện viên Nhí đã có những tiết mục tranh tài đặc sắc. Các thí sinh đã vượt qua giới hạn của bản thân để cống hiến cho khán giả những tiết mục thú vị. Ba cặp thí sinh tạm thời dẫn đầu trong vòng 1, diễn viên Lê Giang, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm và ca sĩ Siêu Tết. Chặng đường đến đêm chung kết vẫn còn nhiều thử thách, bởi các thí sinh sẽ còn phải biến hóa bản thân trong hai vòng tiếp theo. Mở đầu vòng 2, trong tập 4 của Sinh Ra Để Tỏa Sáng, Lê Giang sẽ tiếp tục đối mặt với Opera Thính Phòng như thế nào? Họ sẽ làm gì để giữ vững thứ hạng trong vòng 1? Huấn luyện viên Nhí Minh Khang sẽ làm gì để giúp học trò Phạm Văn Bách giải phóng hình thể đầy cơ bắp để uyển chuyển hơn trong các bước nhảy? Cô giáo Nhí Xu Yên Nhi liệu sẽ dùng chiêu trò gì với cậu học trò Lê Dương Bảo Lâm để chinh phục 100 giám khảo tại trường quay? Sôi động, kịch tính và thăng hoa, tất cả sẽ có trong tập 4 của chương trình Sinh Ra Để Tỏa Sáng, phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 28 tháng 5 năm 2017 trên VTV3.